棒。贝贝丁。Mình là loài khủng long đáng sợ nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy mình. Mình tới đây, Allosaurus đây. Mình là loài khủng long khỏe mạnh nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mặc dù mình nhỏ bé nhưng sẽ có ngày trở thành một thợ săn rất hay rất tài. Mình là khủng long Allosaurus. Trong khu rừng của loài khủng long Allosaurus, các bạn nhỏ khủng long đang tập hợp lại. Có chuyện gì đây? Mẹ mình dặn đừng bao giờ ra khỏi khu rừng, bởi vì ngoài kia có rất nhiều khủng long đáng sợ. Thôi nào, loài Allosaurus chúng ta là đáng sợ nhất trên thế giới rồi còn gì? Không đâu, mình nghe nói có nhiều loài còn mạnh hơn đó. Không đâu. Nếu mà ngoài kia có khủng long nào mạnh hơn thì mình sẽ roar và tiêu diệt chúng ngay. Vậy sợ gì mà không đi chứ? Mình không đi đâu. Mình cũng không muốn đâu. Mấy bạn nhát gan quá. Được rồi, mình sẽ đi một mình. Phải làm gì đây? Mình nghĩ bạn ấy đi thật kìa. Có nên ngăn bạn ấy lại không? Bạn nhỏ Allosaurus đi ra khỏi khu rừng và gặp Spinosaurus ở bờ biển. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại đây. Ngươi là ai? Ta là Spinosaurus. Ta đang bắt cá, nên nhỏ tiếng lại chút đi. Mình sẽ cho hắn ta thấy mình bắt cá giỏi như thế nào. Nhìn cho kỹ nè, đây mới là cách bắt cá. Cứu với! Ngươi còn không biết bắt cá là gì nữa? Ngươi định cho ta coi cái gì? Đây mới là cách bắt cá nè. Giờ thì có muốn xuống nước lại không hả? Đôi hôm khác. Lần sau nha. Ôi, mình bắt đầu thấy đói rồi. Phải ăn cái gì mới được? Allosaurus đang rất đói bụng. Bạn ấy đi loanh quanh và thấy Carcharodontosaurus đang đi săn. Mình sẽ lấy thức ăn của hắn ta. Ta đói rồi, đưa thịt cho ta mau. Ta sẽ cắn cổ ngươi nếu không đưa cho ta đó. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại. Ta đói rồi, đưa thức ăn ra đây. Thằng nhóc này chả đáng sợ gì hết. Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao? Ngươi coi chừng ta đó. Nhìn mấy cái răng đó kìa. Lần này ta chỉ cảnh cáo nhóc thôi đó. Biến đi. Vâng ạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Mình không thể trở về như vậy được. Bây giờ gặp ai nữa, mình sẽ cho họ thấy mình mạnh và đáng sợ như thế nào. Ta là khủng long Allosaurus mạnh nhất đây. Ngươi là ai? Ta là Tyrannosaurus, loài thằn lằn khổng lồ đây. Thằn lằn khổng lồ sao? Nhưng sao cái tai ngắn và chỉ có hai cặp móng vuốt vậy? Dễ thương quá. Sao? Dễ thương hả? Ta sẽ cho người thấy cái đuôi uy lực.
vàm răng sắc nhọn này. Đáng sợ quá đi. Ngài khủng long ơi, tôi không có ý đấu với ngài đâu. Khủng long Allosaurus xấu hổ quay trở lại khu rừng với bạn bè của mình. Bạn về rồi, bạn có thấy khủng long nào không? Có. Bạn ổn chứ? Trông bạn mệt mỏi quá vậy. Mình hả? Đâu có. Mình là Allosaurus tối cao, mình mạnh mẽ và đáng sợ mà. Vậy mai dẫn mình theo với. Mình nữa, mình muốn đi ra khỏi khu rừng từ lâu rồi. Không không, chưa được đâu. Chúng mình còn nhỏ bé quá, khi nào lớn hơn một tí thì hãy đi nhé. Đúng vậy, các bạn ấy còn quá nhỏ. Nhưng rồi đây sẽ sớm trở nên mạnh mẽ và đáng sợ thôi. Kẻ săn mồi số 1, Allosaurus. Thợ săn cá, Spinosaurus. Thăng lăng khổng lồ, Tyrannosaurus Rex. Răng cá mập, Carcharodontosaurus. Này các bạn, điểm qua các trò chơi thú vị của chúng mình qua Pinkfong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.